lên trên cây của mình và mình cài cho mình. Nếu ngày hôm nay mình chỉ cần cây của mình và đây là cây cây hoa kỳ một trắng rất thơm. Và bây giờ rượu nhá, đây là liệu nhá, trắng đây có một trắng, đây là lá. Ba mười lăm ký hai nhà mình nhớ nhé, mình chỉ cắt này thôi. Nó chưa những cây trên đây, những cái ngạch nhà kia chịu nhé. Đây là cánh hoa của này, ba bạn có thấy đẹp không? Đây là quay quýt, ba bạn mà thấy nó to bằng nắm tay mình biết được ăn. Con này cơ ớt như nào to bằng tay bố mình thì vắt ta tại làm một nước chấm. Ở đây vẫn là cây cây ớt thôi, có chia cây nữa, cây cà nữa. Bạn theo mình đi nhá. Đây lúc đấy mình có cách nhà đây qua này. Cây cây long, đây cây chinh long, nó không có mặt là cua đâu, kia cả cua, đối bạn cây nó hay không? Bạn cao à? Cây mỏ à, nó cao à? Cây ba quỳnh, các bạn nhé, các bạn, nếu các bạn thích ngôi mình hãy cho mình một like. Và các bạn nhớ hết rồi.